Thánh Gióng nhắc nhở cho tất cả đồng bào nhân loại được biết, với tư cách là một đạo trưởng thế giới. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2013, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã đến với Thánh Gióng trong giấc ngủ và kêu gọi Thánh Gióng làm chức đạo trưởng thế giới. Vì thế, Thánh Gióng cần nhắc nhở cho tất cả các vị lãnh đạo quý tôn giáo làm lành, lánh dữ đang có mặt trên quả địa cầu này cần được biết rõ là hãy đồng hành cùng Thánh Gióng, phụ giúp Thánh Gióng làm việc của Thiên Chúa Giêsu, kêu gọi tất cả nhân loại sốt sắng mau mau sám hối gấp vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến nhân loại của chúng ta. Thánh Gióng xin hẹn vào chương trình kỳ tới.